Cát Thi nhờ cái miệng quá duyên mà trở thành diva với hàng bánh tráng trộn nổi nhất Sài Gòn. Mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến để quay hình, chụp ảnh. Mới xuất hiện được vài tháng từ đợt dịch COVID-19, nhưng gần như cả Sài Gòn hiện giờ không ai mà không biết đến hàng bánh tráng trộn của diva Cát Thi. Hàng bánh tráng trộn kỳ lạ bất ngờ nổi khắp TikTok. Hồi tháng 3, tháng 4 vừa rồi khi thời điểm dịch COVID-19 tại Sài Gòn đang chuyển biến căng thẳng, mọi người đang lo lắng cho việc ảnh hưởng đến việc kinh doanh sẽ bị giảm sút thì trái lại trên mạng xã hội, đặc biệt là trang TikTok mỗi ngày lại xuất hiện hàng chục video giới thiệu về hàng bánh tráng trộn nằm ở khu vực quận 7 với cảnh buôn bán ngày càng tấp nập bởi lượng khách tìm đến ngày một đông. Thoạt đầu hàng bánh tráng này chỉ được bán tạm trên vỉa hè cạnh lô cốt ở quận 7 và người bán là Cát Thi, một ca sĩ tự do hoạt động tại gánh hát Lô Tô Hương Nam. Trước đó, Cát Thi đã từng tham gia một số F-Dreamer và đi trình diễn rất nhiều ở miền Tây nên có một lượng người biết nhất định trên mạng xã hội. Nhưng mãi cho đến khi mở hàng bánh tráng trộn, Cát Thi mới đột nhiên được nhiều người biết tới nhờ loạt clip hài hước và cực kỳ duyên dáng mỗi khi cô tiếp đón, trò chuyện với khách đến mua hàng. Và chỉ sau gần 2 tháng, hàng bánh tráng trộn của Cát Thi từ một thùng các tông nhỏ bên vỉa hè mỗi ngày bán vài chục bịch thì nay đã lên xe đẩy, rồi thành một cửa hàng tươm tất có thể tiếp đón hàng trăm thậm chí hàng nghìn người tìm đến mỗi ngày. Cú ngoặt lớn của cô ca sĩ gánh Lô Tô bỗng thành công với hàng bánh tráng trộn. Nếu những ai đã từng xem qua các video của Cát Thi hẳn sẽ biết cô chính là một thành viên trong giới LGBT với tên thật là Nguyễn Chí Hùng, 29 tuổi. Năm 2008, Cát Thi gia nhập đoàn Lô Tô Hương Nam rồi nay đây mai đó suốt gần 10 năm nay để phục vụ bà con. Ngoài ca hát, Cát Thi còn có thể múa lửa, trình diễn một số tiết mục xiếc để có thể liên tục làm mới mình trong nghề. Tuy nhiên trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi, không chỉ đoàn Lô Tô Hương Nam của Cát Thi tham gia mà tất cả các đơn vị hoạt động nghệ thuật đều phải tạm ngưng trình diễn khiến chị vô cùng hoang mang vì bất thình lình mất việc, mất luôn nguồn thu nhập chính. Trong lúc rối rắm, chị nghĩ thôi thì làm đại một việc nào đó để kiếm đồng vô đồng ra và rồi quyết định đầu tư khoản chi phí nhỏ mua nguyên liệu về tự làm món bánh tráng trộn bán gần nhà. Theo chị cho biết, bánh tráng trộn là thứ Cát Thi rất thích ăn lại còn dễ làm, dễ bán, giá cả không đắt ai cũng có thể mua được. Nhưng Cát Thi hoàn toàn không thể ngờ rằng, nhờ cái duyên trời cho cùng tính cách gần gũi, khéo léo của bản thân đã giúp chị tạo được rất nhiều thiện cảm với khách hàng bằng những câu chuyện hài hước, những tình huống duyên dáng bộc phát bất cứ lúc nào mỗi khi Cát Thi lên tiếng. Đến mức có người còn sẵn sàng đến đây ăn ủng hộ rồi ngồi suốt cả ngày dùng điện thoại, máy quay ghi lại từng cuộc hội thoại giữa Cát Thi và khách để đăng tải khắp nơi trên mạng xã hội. Và cũng nhờ hành động đó mà Cát Thi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với nhiều danh xưng khác nhau như diva bánh tráng, nữ hoàng bánh tráng trộn. Khiến cái tên Cát Thi bỗng nổi như cồn, đến mức có người tìm đến ngoài việc mua hàng ủng hộ thì mục đích chính, chủ yếu để nghe cái giọng của Cát Thi lanh lảnh là vui rồi. Bán cực mấy, tuyệt đối, vui vẻ không quạo. Hiện tại số người tìm đến ủng hộ tiệm bánh tráng của Cát Thi ngày càng đông. Trước đây thay vì chỉ là vài người thì bây giờ là hàng chục, thậm chí hàng trăm người một ngày và ai đến cũng phải xếp hàng dài bất chấp trời nắng hay mưa. Tuy nhiên chưa bao giờ người ta nhìn thấy cô chủ này lớn tiếng nạt nộ khách hoặc làm bất cứ hành động thô lỗ nào. Ngược lại Cát Thi như một hoạt náo viên, sẵn sàng phục vụ khách bằng các tiết mục, đối khẩu hoặc trêu đùa mọi người để tạo không khí vui vẻ, thiện cảm. Cát Thi cho biết, người ta yêu mến mình, tìm đến mình là một cái phước. Ai cũng có một thời, và giờ là thời của Cát Thi thì mình phải cố gắng nắm bắt, làm bằng hết sức, hết khả năng để phục vụ cho bà con. Thậm chí Cát Thi thấy nhiều người rất có điều kiện, họ đi SH, xe hơi đắt tiền mà vẫn lặn lội nắng mưa tìm tới đây đứng xếp hàng chờ mua bánh tráng ủng hộ Cát Thi mà chẳng ca thán một lời nào. Rồi nhiều bạn ở rất xa, Bình Dương, Long An, mấy quận Bình Tân, Bình Chánh gì đó cũng tới đây mua bánh tráng ủng hộ nên dù cực mấy thì mình cũng phải vui vẻ tiếp đón người ta. Chứ bạn nhìn thử xem đứng giữa trời nắng nóng vậy, mấy chục người bu quanh vừa làm hàng, vừa nói chuyện cũng mệt lắm chứ, nhưng mệt là mệt chứ không có quạo. Mình phải hoạt náo để khách người ta thấy mình thân thiện, tôn trọng khách thì người ta mến hoài, thương hoài. Thật vậy, đến gặp Cát Thi vào một ngày trời Sài Gòn nắng đỉnh điểm 39 độ, xung quanh là hàng chục người đang xếp hàng chờ bánh thế mà Cát Thi vẫn nói liên tục, cầm thúng, cầm thau đi khắp nơi giao lưu, bắt chuyện từng người không bỏ sót một ai. Tranh cãi về món bánh tráng trộn diva có giá 30k. Vì nổi tiếng quá nhanh nên hiện tại trên mạng xã hội có rất nhiều người tranh luận rằng mọi người tìm đến vì yêu mến Cát Thi thì có thể hiểu, nhưng liệu món bánh tráng do Cát Thi làm có thật sự ngon để gọi là hàng bánh tráng nổi nhất Sài Gòn? Được biết hiện tại mỗi phần bánh tráng do Cát Thi đóng gói sẵn có giá trung bình là 30k, phần bao gồm bánh tráng cắt nhỏ được trộn sơ với muối, đi kèm với xoài bào, trứng gà, trứng cút, mỡ hành, tỏi phi, sa tế, rau răm, nước sốt tắc.
nhưng quan trọng hơn hết là mọi thứ đều do Cát Thi tự mua đồ tươi sạch về làm, ngay cả mỡ hành, sa tế cũng vậy, bán tới đâu là Cát Thi làm tới đó, không có chuyện làm sẵn để qua ngày. Và tất cả chúng đều được đóng gói trong túi ni lông rất chỉn chu, sạch sẽ. Khi ăn mọi người mới bắt đầu đổ hết các loại nguyên liệu ra rồi tự trộn, như thế bánh sẽ ngon hơn, tươi hơn, không bị mềm nhũn vì ngấm gia vị quá lâu. Điểm đặc biệt là Cát Thi tự làm sa tế và cả nước sốt tắc tạo vị chua, cay, mặn vừa phải chứ không dùng nước bò khô màu đen có vị quá ngọt như đa phần các hàng bánh tráng trộn hiện tại ở Sài Gòn, nên theo công bằng mà nói với mức giá 30k, phần vừa sạch, vừa chất lượng như thế này là điều hoàn toàn hợp lý.